Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tại sao thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử rồi lại bị rút xuống. Thông tin ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa vừa được dò dỉ ra công chúng vài tuần trước khi Đại hội Đảng bắt đầu vào hôm 25 tháng 1 và chính thức tiết lộ bởi một ủy viên Trung ương Đảng vào hôm 27 tháng 1. Tuy nhiên, các trang báo mạng trong nước đã đồng loạt sửa đổi bài viết trích dẫn lời bình luận của ủy viên Trung ương này, trong đó nói ông Trọng được giới thiệu tái cử và là nhân sự đặc biệt cho việc biểu quyết tại Đại hội Đảng lần thứ 13 đang diễn ra tại Hà Nội. Tờ báo Việt Nam Express là một trong những tờ báo mạng đăng bài phỏng vấn của ủy viên Trung ương Đảng Hầu A Lành tiết lộ việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng được đề cử để tiếp tục làm Tổng Bí thư thêm nhiệm kỳ 5 năm nữa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên của đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu trong phiên họp chủ bị vào ngày 25 tháng 1. Vào buổi sáng lúc đó, tờ báo Việt Nam Express có bài đăng trả lời phỏng vấn ông Hầu A Lành, nhưng khoảng một tiếng sau thì vẫn là đường dẫn ấy nhưng nội dung đã bị cắt phần có tên ông Nguyễn Phú Trọng đi. Tiến sĩ Hoàng Hợp cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết sau quan sát của ông từ Hà Nội. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hiện tại đường link bài báo có tiêu đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử vẫn hiển thị khi tìm kiếm về thông tin này, nhưng chi tiết trong bài viết đã được thay đổi. Trong bản tin gốc được tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu của Viện Đông Á tại Singapore chụp trước khi bị thay đổi, ông Lành, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói với phóng viên bên hành lang của đại biểu tại Quốc hội lần thứ 13 sáng ngày 27 tháng 1 rằng ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu tái cử. Nhưng phần trích dẫn này đã bị cắt bỏ trong bản tin đã được sửa đổi với tiêu đề mới là ông Hầu A Lành, nhân sự khóa 13 được chuẩn bị kỹ lưỡng và tên ông Nguyễn Phú Trọng không còn được nhắc tới trong phần trích dẫn về điều kiện tái cử liên quan đến độ tuổi. Một loạt các bài viết trên tờ báo Sinh News, Pháp Luật Online, Dân Trí hay Tiền Phong đều được sửa đổi tương tự. Đường dẫn các bản tin này vẫn tồn tại các tiêu đề ban đầu về việc ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử hoặc là một nhân sự đặc biệt, nhưng chi tiết trong bài khi nhấn vào đường link sẽ bị xóa bỏ phần nào. Người ta chưa muốn tuyên bố ông Trọng được đề cử để tái cử trong thời gian này, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định như vậy. Thực ra mọi thông tin đã rò rỉ ra ngoài nhưng chính thức thì người ta chưa muốn công bố. Ban tuyên giáo bắt các tờ báo nào đăng tin đó phải thay đổi nội dung để không có tên ông Trọng nữa. Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam được biết là nơi kiểm duyệt thông tin của báo chí trong nước, hầu hết nằm dưới sự quản lý của nhà nước và thông tin về nhân sự của lãnh đạo đảng được quy định là tuyệt mật. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội đã rò rỉ những thông tin về các trường hợp đặc biệt quá tuổi, gồm ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều ngày trước khi Đại hội Đảng khai mạc vào hôm 25 tháng 1 và người dân cả nước hẳn như nếu ai lên mạng xã hội cũng đều biết rõ điều này. Đây là hình ảnh ông Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, người công khai tiết lộ thông tin ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử mặc dù đã quá tuổi. Ông Hầu A Lành không lỡ lời. Tiến sĩ Hợp nhận định về việc tiết lộ thông tin ông Trọng được giới thiệu tái cử như sau. Không loại trừ là người ta bảo ông ấy nói ra, hoặc dò dỉ hoặc tiết lộ thông tin nhân sự của lãnh đạo đảng cấp cao nhà nước là một quan chức chính phủ ở Việt Nam từng xảy ra trước đây, và theo nhận định của giới quan sát, đó có thể là những bước mà tiến sĩ Hợp gọi là thủ thuật của ban tuyên giáo đã nhiều lần thường dùng để chuẩn bị dư luận. Ông Nguyễn Phú Trọng đã có hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư kể từ lần trúng cử đầu tiên vào năm 2011, và điều lệ đảng chỉ cho phép một Tổng Bí thư giữ chức vụ này không quá hai nhiệm kỳ. Cũng theo quy định hiện hành, ông Nguyễn Phú Trọng hiện 76 tuổi đã quá giới hạn tuổi cho phép, 65 tuổi để tái cử. Theo tiến sĩ Hợp, báo chí trong nước gần đây đã đăng các bài viết về việc phải sửa đổi hiến pháp hoặc không cần trong các trường hợp đặc biệt. Tức là người ta đã để lộ gián tiếp thông tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được đề cử để tái ứng cử làm Tổng Bí thư khóa 3, và nếu như thế, nó trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điều 17 quy định Tổng Bí thư không làm việc quá hai khóa liên tiếp. Tiến sĩ Hợp nói và nhận định rằng việc sửa đổi là rất dễ, với Đảng Cộng sản cầm quyền có thể quyết định nếu điều đó mà không gặp bất cứ phản đối nào. Theo ông Lành, được truyền thông trong nước trích lời vào hôm 27 tháng 1 rằng một số trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi theo quy định đã được Trung ương bàn rất kỹ lưỡng và giới thiệu với Đại hội 13 xem xét quyết định. Sau các cuộc họp của Trung ương Đảng trước thềm đại hội, nhiều nhà quan sát chính trường Việt Nam cũng đã nhận định rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã được ủng hộ để trở thành ngoại lệ.
Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Điều này tiếp tục một xu hướng của những chuyển giao quyền lực một cách khó khăn và dường như là những ngoại lệ cần thiết đối với các chuẩn mực lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC, Mỹ. Vào năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là sẽ từ chức Tổng Bí thư và sẽ được thay thế bởi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Nhưng thay vào đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành ngoại lệ đầu tiên với giới hạn độ tuổi và được tái cử nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ hai trong Đại hội Đảng, được cho là gây nhiều chia rẽ. Ông Nguyễn Tân Dũng lúc đó được nhiều người ca ngợi là ủng hộ doanh nghiệp và cải cách, nhưng cũng là một người bị mang tiếng là tham nhũng. Tuy nhiên, khi tòa án chưa có phán quyết thì không thể cáo buộc một người như vậy. Sau khi đánh bại ông Nguyễn Tân Dũng để tiếp tục làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng và truyền thông trong nước ca ngợi và được nhiều người dân ủng hộ, trong đó xét xử nhiều quan chức dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng làm được trong những năm qua về chống tham nhũng được đánh giá cao trong nội bộ của Đảng. Tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói và cho rằng ông Trọng không tham quyền lực bởi vì ông đang gặp những vấn đề về sức khỏe trong vài năm qua. Nhưng do tình hình chưa chắc chắn, có thể tìm ra ngay một người có thể làm Tổng Bí thư khóa 13, thì đây là một giải pháp là Bộ Chính trị đề xuất ông Nguyễn Phú Trọng ở lại. Tiến sĩ Hào Hợp đã nói như vậy. Gần 1.600 đại biểu trên toàn quốc sẽ bầu chọn ra 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng, và những người này chọn ra trong số họ 19 thành viên vào Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các vị trí tứ trụ sau đó sẽ được bầu chọn tại đại hội, dự kiến kết thúc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Theo Điều lệ Đảng, Điều 17 có ghi rằng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ngoài ra còn có quy định Ủy viên Bộ Chính trị tái cử nói chung không quá 65 tuổi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, được dự báo sẽ nắm chức Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng đã là người duy nhất để giành suất trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tái cử vào hồi khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2020. Trên phương diện truyền thông mạng xã hội đã có nhiều ý kiến chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tham gia chính trường dù đã quá tuổi, sức yếu kém và không đủ tiêu chuẩn tái cử theo chính luật của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Một số độc giả đã bình luận trên fanpage của Đài Á Châu Tự Do như sau: vừa đá bóng vừa thổi còi thì chịu rồi, dân Việt thấp cổ bé họng, chưa kịp nêu ý kiến chính đáng là bị bế đi rồi. Thử hỏi một đất nước mà tiếng nói của người dân không có tác dụng gì thì lấy đâu ra tự do, công bằng, dân chủ và văn minh. Những từ ấy chắc chắn có trên TV mà thôi. Còn độc giả Triệu Tú Long thì nói: bác Trọng không tham quyền được đâu, bác cũng muốn nghỉ hưu lắm, nhưng vì người dân tin tưởng nên bác phải cố gắng làm vì dân thôi. Từ độc giả Tâm thì chia sẻ: tôi nói một đường, làm một lẻo, lời nói không đi đôi việc làm, đất nước này cũng vì vậy mà nghiêng ngả theo. Độc giả Huỳnh Văn Thành cũng nói như thế. Theo chỉ thị số 51 CTTV do Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào hồi tháng 1 năm 2016, có quy định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Tuy nhiên, ngoài những việc đã làm Tổng Bí thư hai nhiệm kỳ liên tiếp, ông Nguyễn Phú Trọng còn kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước khi ông Trần Đại Quang vừa đột ngột qua đời. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ bên phải được dự báo là sẽ nắm chức Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, ông còn giữ một số chức vụ khác bao gồm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu ở Quốc hội Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Phú Bình từ Hà Nội đã nói với đài FA rằng trong thời buổi bùng nổ thông tin hiện nay, người dân rất dễ dàng rào lại các thông tin, các phát ngôn của lãnh đạo và từ đó đối chiếu với việc họ làm. Ông nói, thực ra mà nói thì Đảng Cộng sản người ta có quyền lực trong tay thì những điều lệ hay nguyên tắc quy tắc có thể thay đổi. Có điều trong thời buổi thông tin rộng mở hiện nay thì người ta sẽ không che giấu được những lời hôm trước nói thế này, ngày mai làm thế khác. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu thì bày tỏ quan điểm trên mạng cá nhân rằng cái quy định giới hạn nhiệm kỳ nhằm mục đích hạn chế tham nhũng quyền lực, một người nắm quyền 10 năm là quá đủ. Ông nói tiếp, hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để thi thố tài năng, vắt kiệt sức sáng tạo và sinh lực để cống hiến. Sau hai nhiệm kỳ chỉ còn lại lối mòn và trì trệ. Đất nước với 100 triệu người dân trùng điệp những nhà nhân tài và không cần ngoại lệ. Ngay trong toàn đảng với hơn 5 triệu 100 ngàn đảng viên cũng có nhiều người tài và không cần đến ngoại lệ. Ngay chính những trường hợp ngoại lệ cũng có thể không cần đến ngoại lệ, miễn là tranh cử tự do.
không ai là ngoại lệ, bậc cái thế cũng không cần ngoại lệ, quy luật của vũ trụ không có ngoại lệ. Điều mong đợi là sự sáng suốt và sự dũng cảm của các đại biểu quốc hội và đại hội lần thứ 13, cờ đến tay ai, người đấy phất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 với bản tin Tại sao thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu tái cử rồi lại rút đi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.